Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Việt Á trùm cuối hay trùm cuối Có lẽ 90% người dân Việt Nam đến lúc này vẫn tin rằng Bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối Theo cáo buộc trên mạng xã hội Đó là chưa kể đến thông tin chị Bảy bị giam lỏng ở Hà Nội Vì khoản lợi nhuận 1.400 tỷ đồng vân vân Mà thiên hạ đồn ra Câu chuyện vừa kể xem ra khá thuyết phục với ba nhân vật chị Bảy anh Khế và cậu em Việt đều là những đồng hương Quảng Nam của Bảy Phúc, điều đó rất dễ khiến người ta tin vào. Phan quốc Việt và các bị cáo trong đại án Việt Á Người ta căn cứ vào một status của anh Khế viết khen Phan quốc Việt và công ty Việt Á trong việc sản xuất kinh doanh ký xét nghiệm để mà khẳng định chắc chắn Khế có liên quan. Nói như thế thì xin hỏi thì ông Tổng trọng ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á cũng liên quan hay sao? Thêm nữa, Bảy Phúc đã bị truất quyền Chủ tịch nước một cách hết sức đột ngột, khiến cho dư luận càng tin và khẳng định thêm chị Bảy chính là chùm cuối. Nhưng nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì Bảy Phúc chắc chắn không dám thanh minh. Đó là lời phát biểu của Bảy Phúc trong buổi lễ trao lại chức Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân vào ngày 4 tháng 2 trước ống kính của các hãng truyền thông trong và ngoài nước và hàng chục triệu khán giả truyền hình nơi. Theo tờ báo tuổi trẻ miêu tả, Bảy Phúc nói, tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi phải chịu trách nhiệm chính là người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Và nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Đáng chú ý, bất ngờ, Bảy Phúc nói thêm về vụ Việt Á và khẳng định gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đến đây vẫn còn rất nhiều người không tin gia đình Bảy Phúc và người thân trong gia đình ông Vô can mà vẫn tin Bảy Phúc là kẻ nói dối. Khi người ta không chú ý đến chi tiết rằng điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Bản chụp thông tin nhà nước ông Bảy Phúc bác bỏ cáo buộc. Những ai hiểu chuyện chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ biết Tổng Trọng là người nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngoài sự ủng hộ triệt để của nước lạ, ông Trọng còn nhận được sự ủng hộ không giới hạn của hai nhóm chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú là một đồng minh thân cận của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn ông Trần Cẩm Tú sẽ không bao giờ im lặng trước điều mà ông Bảy Phúc khẳng định rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết luận rõ ràng nếu điều này không có thật. Trang BBC Tiếng Việt thì nhận định câu nói trên của ông Bảy Phúc dường như muốn trả lời những đồn đoán đó. Hơn thế, nếu nói dối thì sau khi đã bị tuột chức, Bảy Phúc đã không dám vác mặt đi viếng lăng mỗi dịp lễ Tết cùng với các lãnh đạo của cựu lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không bỏ sót buổi nào. Theo giới quan sát, cựu chủ tịch Phúc muốn chứng tỏ bản thân và gia đình ông trong sạch, không dính líu gì đến Việt Á cả. Trước khi có những đồn đoán về sự liên đới của vợ Bảy Phúc với đại án Việt Á, theo giới thạo tin thân cận với Nhà Vàng cho hay tin đồn này xuất phát từ một nguồn độc lập hay viết và cho in sách về những điều nghi vấn. Chuyện trùng cuối được tác giả này viết dưới một dạng nghi vấn theo suy nghĩ cá nhân sau khi in thành sách để bán và biếu trong giới hạn rất hẹp. Mà sau này tin từ blogger tung ra chỉ là những thông tin do hóng hớt từ cuốn sách đó mà có. Họ còn tiết lộ đó là một thông tin sặc mùi thuyết âm mưu từ Bộ Công an chủ ý tung ra để mà giúp ai đó muốn loại bớt một tứ trụ để dành chân cho cuộc đua và chiếc ghế tổng bí thư khi tổng trọng sắp nghỉ. Cho nên đến giờ này dân tình vẫn hỏi Trung cuối Việt Á là ai? Có vẻ không thừa vì ai cũng thấy cụ thể ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân. Rõ ràng Việt Á và Phan Quốc Việt muốn có giấy phép sản xuất, kit xét nghiệm, muốn bán được hàng trên thị trường độc quyền với giá tới 470.000 đồng một bộ, lãi gấp nhiều lần giá gốc thì phải qua rất nhiều cơ quan quản lý kiểm soát cấp cao. Việt Á là một công ty nhỏ nhập số lượng lớn kit xét từ nước lạ về, chắc chắn phải có hải quan, rồi biên phòng hai nước, rồi sản phẩm kit xét nghiệm Việt Á được giãn mác nhãn Made in Việt Nam, được đóng gói từ thẩm quyến mang vào Việt Nam làm sao có mắt được quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và lực lượng tình báo nếu không có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất? Đó là chưa kể tới phải có anh đại nào đó bảo kê và cung cấp tài chính lớn. Bảy phúc là ai mà có thể chỉ đạo được cơ quan tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội, Tạp chí Cộng sản, Tập cục Chính trị vân vân trong vụ nghiên cứu sản xuất kit xét nghiệm của Học viện Quân y? Bảy phúc làm sao chỉ đạo được Nguyễn Thanh Long? nguyên phó ban tuyên giáo trung ương đảng người thân cận cũng tổng bí thư nguyễn phú trọng hơn thế muốn tất cả các tỉnh thành các cdc phải mua cái xét nghiệm của việt á đố một mình cá nhân nào có thể làm được kể cả ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và phải có một tổng chỉ huy chỉ đạo cả hệ thống thực hiện theo một kịch bản mua bậy làm càn như đã thấy cho nên nghi ngờ rằng kế hoạch này xuất phát từ cơ quan ngoại giao của nước lạ ở hà nội là chuyện đáng phải suy nghĩ phải chăng đây là một kế hoạch phá việt nam tuyệt hảo không thể hơn chùm cuối trong tiếng việt có nghĩa là ông chùm kẻ có quyền lực lớn nhất đứng đằng sau chỉ đạo một băng đảng ngoài ra còn có cụm từ đồng âm khác là tù từ chùm cuối nó bao hàm một chùm các ông lớn nhất cấu kết với nhau vì quyền lợi cá nhân cho nên muốn tìm chùm cuối là ai sẽ là điều vô vọng vì chùm cuối là cái trùm của nhóm lợi ích sẽ lộ mặt. Nói gia đình anh Bảy Phúc là trùm cuối chỉ là những người không hiểu rõ bản chất của vấn đề chính trị tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đại án Việt Á trùm cuối hay trùm cuối. Đạo đức thảm hại của lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vừa tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam trong bối cảnh lãnh đạo Bộ Công an đang chịu áp lực của dư luận xã hội với những biểu hiện xuống cấp và xa sút về đạo đức của lực lượng còn đảng, còn mình. Đó không chỉ là câu chuyện của các sĩ quan công an cấp thấp đã làm thay đổi của đám đầu trộm đuôi cướp du thủ, du mục. Mới đây nhất, Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã phạm tội bắt cóc trẻ em để mà tống tiền 15 tỷ đồng. Vụ bắt cóc này xảy ra ít lâu sau khi ba sĩ quan công an tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức đã bị điều tra khởi tố về tội trộm cắp tài sản bao gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Vào ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi bắt trộm dê của người dân đàn nuôi ở đây. Khởi tố cán bộ cảnh sát giao thông bắt cóc em bé trai để tống tiền 15 tỷ đồng hay trong phiên tòa chuyến bay giải cứu sự đổ tội mạt sát lẫn nhau giữa trung tá hoàng văn hưng và thiếu tướng nguyễn anh tuấn là điều đáng nói những ví dụ cụ thể như vừa nêu ra phản ánh một tình trạng xuống cấp đạo đức của lực lượng công an vốn được mệnh danh là lực lượng thanh kiếm và lá chắn là một trong những điểm tựa về sự tồn vong của đảng cộng sản việt nam mới đây nhất dư luận xã hội ở việt nam bàng hoàng với những chuyện bỉ ổi của cựu đại tá dương tự trọng khi còn là Phó Giám đốc Công an Hải Phòng trước khi bị đi tù trong vụ giải cứu cho anh trai là tử tù Dương Trí Dũng, Tổng Giám đốc Vina Lê Lai. Câu chuyện đại tá trọng ăn chơi xa đọa không phải là tin đồn mà là nội dung trong tác phẩm Bát Phố Hải Phòng của nhà văn Nguyễn Bảo Sinh đang sống tại Việt Nam và tác phẩm cũng được ấn hành tại Việt Nam. Cựu đại tá Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng câu chuyện kể đại tá dương tự trọng đã chiêu đãi các nhà văn văn nghệ sĩ nổi tiếng ở việt nam trong đó có nhà văn nguyễn hy thiệp một trong những khách vip của đại tá trọng dưới ngoài bút của nguyễn bảo sinh đã lột trần hình ảnh của một sĩ quan công an cấp cao đại tá trọng khi ông trọng cho công an đeo súng lái xe cảnh sát hộ tống ông tức là tác giả nguyễn bảo sinh và nhà văn nguyễn hy thiệp đi hát karaoke và còn điều các nữ sinh viên trường nhạc đến để mà tiếp khách quý việc các nữ sinh viên trường nhạc được cấp trên điều đi làm chỗ dựa tay cái đệm thịt gái bán dâm cho hai ông già nhà văn là vấn đề thuộc về đạo đức của đại tá dương tự trọng phó giám đốc công an hải phòng điều đó cũng lột trần bộ mặt thật của vị thủ lĩnh cơ quan điều tra công an hải phòng mà dư luận và truyền thông của việt nam một thời từng từng hồ vậy hình tượng tiêu biểu của công an việt nam là như thế này hay sao thầy giáo chu mộng long ở tỉnh bình định viết trên trang Facebook cá nhân rằng Tôi tin Dương Tự Trọng không ngu đứng ra điều động trực tiếp sinh viên mà phải thông qua ban giám hiệu nhà trường. Nếu thế thì có thể ban giám hiệu ở trong thế kẹt. Nếu không chịu điều sinh viên đi tiếp nhà văn nhớn thì xem chừng quân xã hội đen ở Hải Phòng sẽ kéo đến nhà hiệu trưởng để mà đòi thiến. Thực ra những điều kể trên cũng chỉ là những ví dụ để thể hiện về một thực trạng đạo đức trong ngành công an của Việt Nam và nói riêng và các lãnh đạo Việt Nam nói chung. Những câu chuyện về việc truyền thông nhà nước đưa tin một hiệu trưởng ở tỉnh Hà Tĩnh, một ở Đắk Lắc, ở Đắk Nông đã điều động nữ giáo viên đi hầu rượu lãnh đạo xuyên đêm suốt sáng, xâm phạm nhân phẩm thầy cô. Vậy mà lúc ấy, Nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời trước quốc hội rằng Anh em vui vẻ tí thôi mà. Đó còn chưa kể tới chuyện Bộ trưởng Nhạ từng ra công văn quy định sinh viên bán dâm không quá 3 lần. Đến lần thứ tư sẽ bị kỷ luật. Phải chăng đó là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy? Sự thoa hóa biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương cho đến địa phương đã cho thấy, cảnh báo trước đây là thường trực Ban Bí Thư, khóa 12, ông Trần Quốc Vượng còn nguyên giá trị. Đây là phát biểu của thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng. Theo báo Thanh Niên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ của năm 2020 đã nói rằng nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ chứ không phải do kẻ thù. Đây là vấn đề quan trọng, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Đó là một ý kiến rất đáng để mà lãnh đạo Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc suy nghĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đạo đức thảm hại của lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo Đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề